Trong nhà tắm tôi thề sẽ bảo vệ bạn gái từ nhỏ của tôi ở kiếp trước. Cô ấy đã cố gắng cứu tôi bất chấp mọi thứ để đẩy tôi ra vì đau lòng tôi đã cầu xin trước Đức Phật hàng chục năm. Có lẽ tình yêu của tôi đã làm cảm động thiên đường. Đức Phật đã đưa tôi trở lại năm 3 tuổi rưỡi. Khi tôi nhìn thấy hoa lê vươn ra khỏi làn nước, tôi đã không còn kiểm soát được con nai tơ ngốc nghếch trong lòng nữa. Bang bang! Thật dễ thương, hoa lê thật tuyệt. Nếu con là con gái của dì thì tốt quá, chắc chắn sau này chồng của con rất yêu thương con. Con đói rồi hả? Ta có thể ăn cơm ngay bây giờ. Phong Thiên, tại sao con lại đứng đó một cách ngu ngốc vậy? Rửa tay nhanh còn ra ăn cơm. Hoa lê, ăn chậm thôi, hãy cẩn thận để không bị nghẹn. Nhìn mặt con gầy quá, nếu ăn không đủ lo thì dì sẽ nấu một bát mì cho con. Hành động thao túng tâm lý của con người thực sự khủng khiếp, ngay cả người mẹ luôn lý trí cũng rơi vào đó. Nhìn bát cơm đầy thịt của hoa lê như một ngọn đồi, tôi bĩu môi, tôi không ghen tị chút nào. Nếu không phải là linh hồn trong tôi đã 40 tuổi thì tại thời điểm này tôi sẽ phát điên lên vì ghen tị với hoa lê. Khi tôi thấy hoa lê nhồi nhét đủ loại thịt vào mồm, tôi không thể nhịn được cười. Phong Thiên, cậu đang cười tôi à? Hoa lê nuốt miếng thịt lợn trong miệng hoa lê và mẹ tôi bảo tôi dừng lại nhưng tôi làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục cười. Mau ăn cơm đi, đừng cười nữa. Nhìn cái miệng phẳng lì của tôi, bây giờ đến lượt hoa lê cười. Nụ cười không biến mất, nó chỉ chuyển đến khuôn mặt của hoa lê. Khi hoa lê ở nhà tôi, cậu ta đã lấy đi tất cả tình yêu của mẹ dành cho tôi. Làm thế nào nó có thể xảy ra? Ngôi nhà này không còn chỗ cho tôi nữa rồi. Vào 10 giờ đêm, mí mắt của hai chúng tôi cũng bắt đầu đánh nhau. Hoa lê ngủ ở nhà tôi, vì vậy tôi phải ngủ trong phòng khách. Tôi sợ hoa lê la hét về việc sợ bóng tối hoặc một cái gì đó. Hoa lê, cậu có ổn không? Có chuyện gì vậy? Phong Thiên, không có gì, chúc cậu ngủ ngon. Chúc ngủ ngon Phong Thiên. Tôi đã nghĩ hoa lê sẽ buồn vì tai nạn này. Ở nhà có vẻ như hoa lê không biết, đúng rồi, rất ít trẻ 3 tuổi có thể chú ý đến việc nhà. Vào nửa đêm khi tôi đang đi vệ sinh thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở từ phòng ngủ. Hoa lê, tôi rón rén đi vào phòng ngủ, tôi nhẹ nhàng vén chăn lên, hoa lê đang khóc trong đó. Thấy vậy trái tim tôi đã co giật. Không phải cậu nói không sao sao? Đừng nhìn tôi, hoa lê đang khóc đã chết. Thật ra tôi không khóc, là cắt bay vào mắt nên mới khóc, đừng hiểu lầm tôi. Hoa lê, hãy nghe những gì cậu nói, sao cậu dám ném cắt vào chăn chứ? Hoa lê, cậu đã nói dối tôi, không phải chúng ta là bạn thân sao? Cậu đã làm tôi thất vọng quá nhiều. Đừng đi, tôi không cố ý nói dối cậu, đừng ghét tôi. Lữ Phong Thiên, mày thực sự đáng chết. Làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta là bạn thân, nếu có khó khăn thì hãy cùng nhau đối mặt, đây là điều mà cô Giang đã dạy chúng ta. Miễn là cậu không ghét tôi sẽ nói với cậu. Hoa lê là một chuỗi giọt nước mắt trong suốt, chút bỏ những ưu phiền ẩn sâu trong lòng. Hoa lê mới 3 tuổi rưỡi, cô ấy không biết việc đóng cửa và chuyển giao nhà máy có nghĩa là gì. Nhưng cô biết bố cô đã phải chịu rất nhiều căng thẳng trong thời gian này. Khi về nhà, bố cô ấy luôn mắng mọi người, mắng xong sẽ tự nhốt mình trong phòng tự trách mình. Hoa lê đã bí mật nhìn thấy bố trong phòng liên tục tát mình, nói rằng bản thân không nên mang những bất bình về công việc về nhà. Hoa lê không kìm được mà mẹ cô ấy cũng rơi nước mắt. Không khí vốn đã buồn tẻ ở nhà đã tăng đến tình trạng ngay tận thế ngay lập tức. Hoa lê rất cô đơn vì bố mẹ cô ấy hay đi làm, cô ấy không có bầu bạn với bố mẹ từ khi còn nhỏ, vì vậy cô ấy đã phát triển một trái tim hoàn thiện bản thân ngay từ khi còn nhỏ. Có một sự thay đổi như vậy trong gia đình, cô ấy chỉ có thể chịu đựng. Nhưng khi đến nhà tôi, sau khi nhìn thấy lòng hiếu khách nồng hậu của mẹ tôi, sự khác biệt giữa hai gia đình khiến cô ấy bật khóc. Ở kiếp trước cô ấy vì tôi mà hy sinh, tôi đã chịu đựng bóng tối, nếu tôi không được tái sinh tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng. Tôi xin lỗi, tôi sẽ không giấu cậu bất cứ điều gì trong tương lai, tôi sẽ nói với cậu bất cứ điều gì, đừng giận tôi nữa được không? Hoa lê nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. Tôi không thể chấp nhận hậu quả của việc cắt đứt quan hệ với hoa lê, vậy mà vừa rồi tôi lại nói với cô ấy như vậy. Lữ Phong Thiên, ngươi thật đáng chết. Người nói xin lỗi nên là tôi, cậu rõ ràng cảm thấy rất tệ nhưng tôi lại. Mặc dù linh hồn của tôi là một người chú nhưng ngoại hình thì mới 3 tuổi, tôi cũng cảm thấy bất lực về công việc của cha. Hoa lê, cậu có thể yên tâm rằng cánh cửa của gia đình Lữ sẽ luôn rộng mở với cậu. Nếu một ngày cậu cảm thấy không vui khi ở nhà, hãy đến đây ngay cả khi cậu muốn sống ở đây mãi mãi. Nó sẽ gây rắc rối cho cô chủ, nếu họ không muốn tôi sẽ đưa cậu ra khỏi nhà. Thế giới rất rộng lớn, luôn có chỗ cho chúng ta. Phong Thiên, tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Vì chúng ta là bạn thân, cậu quên khi chúng ta mới bắt đầu đi học chúng ta đã làm gì sao? Bạn bè bảo vệ nhau là lẽ tự nhiên. Quạt điện loay hoay xoay cánh, thỉnh thoảng lại có tiếng dế kêu ríu rít ngoài cửa sổ. Hai con búp bê rúc vào trong chăn trò chuyện trong đêm. Từ trường mẫu giáo đến gia đình, trong ấn tượng của họ, họ cười và cười, cả hai đều buồn ngủ vào nửa đêm. Hoa lê dựa vào tôi và ngủ thiếp đi trong sự bàng hoàng. Này, tại sao hai đứa lại ngủ cùng nhau? Lữ Phong Thiên, sao con lại ngủ ở trên giường của hoa lê hả? Nhóc con thảo nào, mẹ tìm con khắp nơi mà không thấy, vẫn còn ngủ như lợn chết à, mau tỉnh dậy. Tôi ngay người mở nửa mắt ra để chăm sóc hoa lê. Đêm qua tôi đã không ngủ ngon chút nào, làm thế nào có thể cảm thấy tỉnh táo khi thức dậy sớm vào sáng sớm? Dì con và Phong Thiên là bạn thân không thể ngủ cùng nhau sao? Mặc dù là bạn thân nhưng con là con gái, còn Phong Thiên là con trai. Đàn ông và phụ nữ là khác nhau, hai con không thể ngủ cùng nhau như thế này. Một lần nữa nó rất dễ dàng để làm cho mọi người cười. Là vậy sao? Nào vào lớp đi, kẻo muộn mất. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hoa lê nhanh chóng đến lớp học. Hoa lê đứng bất động một lúc rồi cô ấy hất tay tôi ra. Hoa lê, cậu có chuyện gì vậy? Không có gì. Tôi mặc dù bối rối nhưng khi tôi suy nghĩ kỹ, bây giờ đầu tôi đau như búa bổ, hình như sốt rồi. Tôi nên tránh xa cô ấy thì tốt hơn, không nên để cô ấy bị nhiễm bệnh. Liệu tôi làm như vậy có hại cho Phong Thiên không? Cậu ấy không làm gì sai, nhỡ cậu ấy nghĩ tôi ghét cậu ấy thì sao? Nhỡ cậu ấy buồn thì sao? Hoa lê, tại sao em đi bộ mà không nhìn đường, bất cần quá? Có chuyện khó khăn gì ở nhà sao con có thể nói chuyện với cô? Không có à? Những ngón tay của hoa lê cứ vướng vào nhau, cô ấy không biết cách nói chuyện. Tại thời điểm này một bé gái chạy đến, trên tay cầm một cuốn sách. Thưa cô, em đọc xong rồi ạ, nên em đến để trả sách lại cho cô ạ.
Vậy ngày mai cô sẽ đưa cho con một cái mới. Vâng, con cảm ơn cô, nhân tiện cô giang con được sinh ra như thế nào. Con được sinh ra bởi bố mẹ con. Làm thế nào điều đó xảy ra, có giống dưa hấu không? Dưa hấu là thực vật, còn chúng ta là con người. Đó là khi bố mẹ con ngủ cùng nhau, khi đó con sẽ ở trong bụng mẹ. Là vậy sao? Nhưng rõ ràng mẹ và bố nói rằng con đã được họ nhặt được ở trong thùng rác. Họ có nói thật không vậy cô giáo Giang? Bố mẹ con chỉ muốn đùa con thôi. Cô Giang và Phạm Vũ Tuyết đang nói chuyện và cười nên không ai để ý thấy Hoa Lê đang đứng tại chỗ với vẻ mặt đờ đẫn. Nghĩa là ngủ cùng nhau sẽ có em bé, vậy là trong bụng tôi có phải đã có em bé và đứa bé trong bụng là của Phong Thiên?